Một trận thi đấu mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem chim sẻ anh có thấy được hiêu và voi không. Và đây rồi, hiêu cũng đã thấy, voi cũng đã có. Một trận thi đấu cầm pơ, bãi quả đẹp. Chim sẻ sẽ lại nhét dân vào bãi quả như này. Một bãi quả nói chung là mắc, không còn gì để chê ở bãi quả này nữa. Vâng, BB cầm AC. Một loại quân sở trường đến từ game thủ BB. Persian đến từ chim sẻ. Và chim bắt buộc phải ép sớm trận đấu này để có thể giành được lợi thế ngay những giây phút đầu tiên với AC. Còn đánh về lâu về dài thì thực sự là AC vẫn là một loại quân cửa trên hơn hẳn. Bây giờ thì đá bầy hươu này về với nhà chính nhà mình luôn. Một bầy hươu 6 con. Vâng, con voi kia là con voi vẫy tai. Tôi mong rằng đó là một đôi voi thì là tốt hơn nhiều. Bầy hươu 6 được đá về. Đây là một bầy hươu ở khá xa so với nhà game thủ chim sẻ đi nắng. Một trận thi đấu mà chim sẻ sẽ bắt buộc phải cho được hết hươu cũng như voi về đến nhà chính nhà của mình. Bầy hươu 6, một bầy hươu có lẽ là chim sẻ anh sẽ lại cho nó sát về với nhà chính nhà của mình. Và bây giờ thì chim cần phải dò kỹ hơn chỗ này xem có phải là đôi voi không. Đối với chim sẻ thì những bầy hươu như này thì tôi nghĩ rằng không có con nào cách quá hai bước chân. Vâng, cách nhà chủ quá hai bước chân đâu. Tất cả sẽ được về sát sạt nhà chủ. Và như vậy thì lượng thực bay đi là rất ít. Và hơn thế nữa thì nông dân khai thác còn nhanh hơn rất nhiều. Một bài gỗ đầu không phải là quá xa. Cũng có những cây gỗ gần. Và chim sẻ anh đang đủ gỗ để có thể tự tin thiết kế chiếc S đầu tiên đây rồi. Một chiếc S đầu tiên chim sẻ, chúng ta có thể thấy rằng chim sẻ đang thiết kế một bài nói chung là không được. Vâng, tôi thấy rằng là không được. Một bài cầm Persian. Bây giờ thì cắt dân đi đâu đây? Có một bầy hươu nữa thì phải. Chim sẻ đang cắt dân đi ăn một bầy hươu nữa. Thế thì phát một cái thôi cho đỡ nặng. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại màn hình máy của game thủ chim sẻ nắng. Vâng, bầy hươu thứ hai, chim sẻ cũng phải cho nó sát về với chiếc BS. Chúng ta có thể thấy rằng cái mức độ cẩn thận cũng như là tỉ mỉ đến từ game thủ chim sẻ là như thế nào. Đồ ăn như vậy đã đủ, 2-3 dân là một bài đủ để có thể chém. Vâng, đồ ăn như này chỉ đánh được 2-3 dân thôi, không đánh hơn nhiều, không đánh nhiều dân hơn được. Chim sẻ sẽ chuẩn bị phải ép gỗ. Phải ép gỗ khi lượng thực đang dồn lên quá nhanh. BB được thiết kế rồi, nhưng còn BL và BM nữa. 300 gỗ. BL sẽ thiết kế ở ngay cạnh bãi vàng thôi. Và BM thì có lẽ là cạnh BB. Hay là đâu cũng được, tùy chim. Vâng, làm sao xây nhà càng nhanh càng tốt. Đóng BL luôn. Một bài sẽ kích ở đầu 9 đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vâng, BB liệu rằng anh sẽ đánh thẳng cung hay anh cũng lại phải đánh chém thủ phù. Vâng, có lẽ một ít phút nữa khi chạy được con giò, chim sẻ sẽ cần phải soi tham để xem BB có đào vàng hay không. Ra được hai cái ruộng. Một bài game thủ chim sẻ sẽ khung nhà và ra ruộng ở tại nhà chính nhà của mình. Đóng BE đi chim. Vâng, một chiếc thôi là đủ rồi. Còn đầu gỗ là để làm những việc khác. Ngựa giò có lẽ sẽ không khó để có thể đầy đủ được công giáp nếu như không ăn thêm bầy hươu nữa. Có một bầy hươu ngay gần nhà và có lẽ chim sẻ cũng phải quyết tâm ăn thôi. Góc 6 giờ nhiều khả năng là không phải.
Không biết BB anh có đào vàng hay không. Cái đấy thì chúng ta hãy cùng chờ chim sẻ soi tham. Đây rồi, đã thấy bãi gỗ đến từ game thủ BB. Ngựa giò đó là đầy đủ công giáp. Một bãi gỗ khá nhiều dân. Và như vậy thì nhiều khả năng là game thủ BB không đào vàng. BB đánh thẳng cung trận đấu này, ăn hoang ở đâu? Không thấy ruộng quanh nhà chính, như vậy là ăn hoang ở đâu? BB chắc chắn là người ăn hoang trận đấu này. 2L sẽ được phải vắt đều. Giật dân về đây để có thể đóng ruộng. Vâng, BB đang đánh những bài cầm AC khá dị. Ra thêm ruộng đi. Chim sẻ vẫn đang khiến cho game thủ BB cực kỳ nhức nhối. Một bài BB cầm AC. Và cẩn thận với con ngựa giò này, nếu không nó sẽ bị nhốt. Quay lại chơi luôn con cung T. Vâng, phải siêu nhanh đến từ game thủ BB. Liệu rằng có hở? Và như vậy là hở hơn thị nở luôn. Vâng, hở như mồm thị nở. Tươi rồi. Vâng, lạc đà đây đứng chỉ gọi là làm công việc thủ tục thôi. Ok. Vâng, bình tĩnh thôi. Game thủ BB vẫn đang mất quá nhiều lực để có thể bo bế nhà mình vào rồi. BB đang mất cực kỳ nhiều BE để có thể bo bế nhà mình vào. Bây giờ chim sẻ sẽ, nhiệm vụ của anh sẽ là dã với những hàng BE. Vâng, trong này là không biết, có lẽ sẽ còn một đạo gì đấy ăn hoang nữa. Nhưng thôi, cứ dã vào trong này thôi. Game thủ BB. Vâng, có cần phải lôi dân lên chặt cái cây gỗ đi hộ game thủ BB không? Để mình lạc đà mình chui vào. Lượng gỗ đang khá nhiều. Chim sẻ lựa chọn phương pháp gì? Dâng lên chặt gỗ hay là công ca hay là đóng A? Như vậy là đóng A. Ở nhà chứ không phải đóng A để có thể công cung tê rồi. Ờ, ken luôn này. Ken luôn này. Ôi giời ơi, mắt lim. Ôi giời, Bi ơi. Sao mà nhanh thế nhở? Vâng, tôi cứ tưởng là quả đấy thì đúng là không cái óc nào phản xạ được cơ. Nhưng mà đúng là cái bộ não của BB. Thôi thôi Bi ơi. Vâng, một con lọt vào trong. Thế như vậy là vẫn vào tươi. Tên này vẫn vào tươi. Vẫn vào tươi. Cực kỳ tươi. Vâng, lôi dân là đập lạc đà không? Vâng, đập thật. Như vậy là chỉ có hai con cung R đứng bên trong để thủ thôi. Bây giờ thì lại vẩy e và vào xong. BB đang mở vung. Hay lắm rồi. B ơi, ra chưa? Và như vậy là B đã ra. Tỷ số là 1-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong xe đấu thứ hai. Một trận cầm Persian nói chung là được dành cho game thủ chim sẻ. BB đã có một trận thi đấu mà cầm AC nhà quá xấu. Nhà game thủ BB cầm một trận cầm AC nhà cực kỳ xấu. Không có khung mà dừng lại cực kỳ xa nhau. Không thể đánh được với một bài như này khi mà chim sẻ đi nắng anh lên đời sớm hơn BB là quá nhiều. Và có lẽ là chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ngay sau đây. Trận thi đấu thứ hai ở trong xe đấu thứ hai.